Sau đây là kết quả xổ số miền Nam, Chủ nhật, ngày 15 tháng 5 năm 2022. Kết quả xổ số Tiền Giang. Kết quả xổ số Kiên Giang. Kết quả xổ số Đà Lạt. Ngoài ra còn có 9 giải phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải đặc biệt 6 chữ số, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng. 45 giải khuyến khích dành cho những vé chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt 6 chữ số, ngoại trừ sai chữ số hàng trăm ngàn, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng. Lưu ý giải phụ đặc biệt, tức là giải dành cho các vé trúng 5 số cuối, chỉ sai số đầu tiên, giải khuyến khích là giải sai một số bất kỳ, ngoài sai chữ số đầu đã là giải phụ đặc biệt. Nói một cách khác, giải khuyến khích là giải trúng con số đầu tiên và sai một trong 5 con số còn lại của giải đặc biệt 6 chữ số. Ngoài ra, các vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải. Lưu ý khi đổi thưởng xổ số miền Nam, miền Trung và miền Bắc, để quá trình lĩnh thưởng diễn ra nhanh chóng, vé số trúng giải cần được bảo quản cẩn thận, không bị rách nát, cần phải nguyên hình, không chắp vá hoặc tẩy xóa. Vì nếu bạn dính phải một trong các điều trên, thì kết quả xổ số miền Nam, miền Trung hay miền Bắc của bạn sẽ không được chấp nhận. Điền thông tin chính xác và đầy đủ vào vị trí mặt sau của tờ vé số trúng giải. Cần điền đúng thông tin, đúng vị trí để đảm bảo tấm vé số còn hiệu lực. Thời gian để xem xổ số trực tiếp miền Trung, miền Bắc và miền Nam là thoải mái. Nhưng thời gian lĩnh thưởng chỉ kể từ khi công bố là 30 ngày. Dù bạn có bất cứ lý do nào mà quá thời gian quy định, sẽ không được giải quyết để trao giải. Bạn cần hiểu rõ luật thuế để đóng thu nhập cá nhân khi trúng giải trên 10 triệu đồng. Nếu tấm vé số có sự tranh chấp, thì bạn chỉ nhận được tiền hưởng sau thời gian thẩm tra. Khi đã hoàn thành được các nghĩa vụ xác minh thành công thông tin và tấm vé số đủ điều kiện, thì chỉ trong 5 ngày bạn sẽ nhận được tiền thưởng. Người chơi có quyền yêu cầu công ty xổ số bảo mật thông tin cá nhân. Kênh xổ số miền Nam, kết quả xổ số hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kết quả xổ số ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin đáng chú ý, hãy bấm nút đăng ký và ấn phím chuông để nhận được thông báo cập nhật kết quả xổ số mới nhất. Và đừng quên bấm nút thích bên dưới để ủng hộ kênh phát triển hơn. Chúc mọi người sẽ được thần tài gõ cửa trong một ngày gần nhất. Mến chào và hẹn gặp lại!